chào tất cả anh em quay trở lại với tên channel của anh em chúng mình nhá. Đây anh em mình hôm nay sẽ làm một món trứng gì nhỉ? Trứng vịt lộn nướng anh em ạ. Đấy anh em chuẩn bị trứng vịt lộn nhá. Bây giờ anh em sẽ cho vào nồi em mình đun nhá. Rồi cho nước vào đun đây cu ơi. Tướng qua anh em vừa ấp trứng. Nào bật lửa lên anh em. Ui anh em ơi cho vào đun luôn này. Rồi. Nhóm củi tay nghèo tay xin người ta lung hộ ơi, không nhìn thấy lung hộ luôn à. Tao vừa làm xong đấy. Nào cô cho vào đây cô. Người ta đánh giá, người ta đánh giá con người ăn trộm. Cô canh ở đấy nhá. Cho củi vào. Mấy mùng đất vạng không chưa con này. Đây đang ở rừng nhá anh em á. Cái này em vừa lúc sáng mùa chưa đọc như nào. Mày đọc báo à? Thôi. Cho anh em đi. Anh em. Đọc cho tốt cắn mèo đúng không? Quả nhớ như này. Đây anh em nhóm bếp nha. Nghe quen quen. Thái mấy cái này ra nhá, còn thằng cu con này nó sẽ nhiệm vụ ấy lửa, làm than. Cu hướng này, cu quay hướng kia, cu cho nó đỡ khói này này. Ê, đứng đây này, ngồi đây, cu ngồi đây. Mang thiếu bao tòa. Đấy, cần 5 lát đủ rồi. Nó 5 bát thì... Thế 5 bát đủ rồi. 4 năm, thế không đúng rồi. 4 năm, 7, 5, 6 bát. Đau mẹ. Thái này sắp sắp đấy nha. Đau vỡ à? Để anh chờ nha. Ôi mày điên là vỡ ấy. Ấy đi. Đau ấy đi là thằng cô. Đau ấy. Xong còn tả cái ấy nha. Đấy cu cho thêm củi vào, cu cho nó dục xuống đi, cho nó thấp xuống đi, không cháy máu á. Cho thả nó xuống. Đầu tiên là hành chưa nhỉ? Ôi khéo ơi, bẩn hết cả rào này. Đâu, để im. Bây mình sẽ làm nước. Đây không nóng. Nóng cái gì? Cái kiên này. Mơ anh em ơi. Đây là mật gấu nha. Đây mật gấu nha. Đây mật tuấn. Vừa vừa thôi cũng ngấy ấy. Vừa đi rồi nhiều quá. Cho đây nó bùng lên này. Rồi, cho này bạn im. Cô chứ hành chưa chưa đã đấy cho hành chưa. Có lốt gừng mà đi. Gừng tía cho mà sao không nó lát. Lát làm sao được. Mẹ như nhau lát rồi. Rồi. Để gọn này này nhá. Còn lúc bằng cua ơi. Ốt đâu. Ốt đâu. Ốt đoạn cây cắt sau ạ. Ốt tôi cho vào đây cho nó cay.
cắt nó đi, lấy dao cắt đi. Ớt đi, tí cho xong à. Ớt tí cho xong, đoạn nướng này xong thì cho ớt. Ờ, đoạn nướng mới cho ớt à, cô ơi. Không, nướng cho ớt làm được mà. Nướng cho ớt được. Ờ, cho vào đi, cho nước vào đi. Cầm canh chính hạ. Đứng ấy, cô ơi, cho ít rồi. Bạn nướng cho ớt, bạn nướng. Đây, đây, hạt lêm anh em nhá. Cắt cả hành nhé. Nêm nữa à? Hành lúc nào ấy xong, cái đoạn nướng mới cho cắt. Biết rồi, tí về cắt luôn như. Không. Cắt luôn tí rắc ờ, cắt luôn. Ờ, cho nước vào đây. Cả đang cháy lửa. Cùng cho bao, cho bao đi. Nước đi, nước. Nước đi, thôi. Đây anh em mình sẽ cho vào nhá. An an mình nếu chuẩn bị cho kia vào đi. Nhanh. Vận chuyển đi. Cho chúng vào đây. Cứ xếp vòng gạch vào bên này. Thế đâu vỡ bao sao? Sợ à.
Ui, chín rồi anh em ơi, sủi ống ọc này. Nhìn thế thế rồi. Được tiếp bạn này nhờ. Tuyệt vời cho anh em. Anh em làm thử món này xem ngon kinh khủng. Không nhờ ba để đứng rồi. Rồi rồi rồi, mỗi người bắt nha. Anh em vận chuyển ra đi. Ra đi anh em ơi. Cho ra cái. Cho lấy bão tô. Lấy bão. Cho ra ăn nhanh lên, chín rồi. Đấy cái đấy của anh ấy, của con ạ. Để ra của anh ấy nhanh nhá. Nào lên rồi không cháy. Ừ. Đấy để đấy cho anh cái. Đấy đấy đấy, được rồi, cảm ơn. Ừ, cô con đấy bắt, đấy cô con bắt đặc hàn đấy. Đây toàn ngồi đây. Bắt mày đây nè. Nhìn cho bắt anh ra này cái, toàn. Đây ra này lấy đũa cu. Nào qua đi lấy rẻ, nào lấy giấy nào qua. Đổ đổ đổ. Ok. Đũa. Đổi. Đổi đây. Đây đũa. Đó từng thằng ăn một đi. Thằng nào ăn con à? Toàn ăn trước đi. Tao. Ui, thằng kia không ăn à? Ngon thế. Ngon là ngon à. Đây. Sống đẹp hãy cho hết vào mồm. Đây đây. Đây được. Ra đây. Tao một con này. Nào Toàn ăn trước đi. Ăn nòng gì trước? Ăn trứng. Toàn. Đưa cái màu vàng à. Ngon đấy. Ăn ngô trước nè. Thèm quá, ăn ngô. Đây anh em nhá. Ăn cái kia review đi. Đây đây. Dạ màu vàng ơi. Ngon. Ngon quá. Ai mất dạy đến tao cho mấy con con. Đấy rồi, đây tao dạy con con vật sống. Đồ mẹ. Ê. Con con như chó. Ở đây. Con con mà ngã bây giờ. Dạ là nhỏ. Dạ là nhỏ. Khổ na thế nó khôn hơn bọn mày là ngu. Bé mà khôn. Bé mà khôn. Đéo đổi. Nào Toàn ăn đi Toàn. Nhưng ngon nè. Để em ăn con con. Cậy nhỉ. Này các bạn nhé. Ăn ăn thử đi, ăn đi, ăn thử đi. Ăn đi, ăn đi. Ăn hết đi. Ngon không? Vị nào có vị gì? Nóng. Có vị gì không? Vị trước tiên là nóng à? Ăn ăn đi ăn. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Ngon không? Vị gì, vị gì? Không có vị gì à? Có ngon. Cay nhỉ? Thơm. Thơm ngon, cay đúng không? Ok mình ăn thử phát. Ăn thử môi ra. Thơm mùi gừng. Ôi, mời tất cả anh em nhá. Ngon ngon nịm. Ngon lắm. Ngon hút hết nước. Ngủ hết nước. Ê đéo bác vào mà. Ui. Ui ngô cánh ấy. Em hấp ngôi mà. Ngon quá. Không, mẹ 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 khôn này. Hôm qua nào Toàn đâu? Toàn một cái vào đâu. Chẳng có cái nào. Cứng rồi anh ạ. Không có, đi ra. Đồ khô này em khó ăn. Ăn anh nhanh thế. Em ăn không? Dạ. Ừ, hút mưa ạ. Mừng ngấu ngâu quá mạnh. Nước. Ngon nhất là cái nước ấy đúng không? Ừ, có hai quả gì cả không? Có. Quả cà rồi nhớ. Ăn miếng, ngon mà. Nóng. 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 Cái mình là cày vậy. Đó là mình nóng à. Nóng à. Rồi bọn anh nhanh hết mình bọn mình. Mà có phát một mùng rồi. Mà dạ anh nhá. Cay không? Mày muốn thử cả tao đâu. Mày uống thử tao muốn giá đâu mới biết là cay. Các hào hết mày cho nhiều ớt. Chưa biết nào. Em điên à, nóng bắt đầu nè. Nợt mẹ đi nói. Lễ mùng. Cho bố tụi mẹ người ra. Cho mọi người nghe rồi. Ý mẹ tí lướt cái này. Bắt này. Ngon mà. Ngon nhỉ. Thôi là làm bữa nữa nhỉ. Có cái bữa làm hả? Làm nhanh mà đúng không? Mất công mới đâu. Không về từ dài. Ừ.
Ăn ba này cứng lắm. Quá. Mày quá. Ngon quá anh ạ. Rồi. Thôi chào bé đây. Thôi clip của mình sẽ chấm dứt tại đây nhá. Nếu anh em thấy hay like, share đăng kênh của chúng mình nhá. Bye bye.